mấy chị em cành cành của xóm trở nên xôn xao khi biết chuyện Ngân ngủ qua đêm với Hoàng. Mọi ánh mắt bắt đầu soi mói, bàn tán và cho rằng cô là người không biết giữ mình. Nhưng ít ai ngờ mọi diễn biến xảy ra đều nằm trong kế hoạch hoàn hảo của Ngân để có được tình yêu của Hoàng và những thứ bản thân mong muốn có được. Một nam một nữ chở nhau trên xe cái giờ đó chắc chắn tối qua tụi nó con qua đêm với nhau, hiểu chưa? Cái gì? Trời ơi, tao đã nghĩ rằng con Ngân nó hư hỏng mà tao không ngờ nó hư hỏng cỡ vậy luôn đó. Trời ơi. Sau khi qua đêm, Ngân được Hoàng đưa về nhà. Thay vì lo sợ ông Hợp thì cô rất bình tĩnh để đối mặt với gia đình. Chẳng có đứa con gái nào xem chuyện qua đêm ngủ cùng đàn ông là chuyện bình thường cả. Nhưng Ngân lại xem đó là điều cần thiết để cô có được tình yêu cho mình. Thấy con gái cả một đêm mất tâm mất tích, ông Hợp liền rào trước đón sau, nhưng nhờ là con cưng lại còn khôn khéo nên Ngân biến mọi rắc rối của mình thành chuyện không có gì, trôi qua êm đẹp. Nghĩ lại, nếu mà là Nhi chắc bị ông Hợp đánh trôi sông lạc chợ quá. Đúng là vật chất quyết định ý thức. Trao tiếp tục mang quà xuống tặng gia đình ông Hợp. Nhi từ thái độ khó chịu khi thấy ông Trao nay đã thay đổi 180 độ. Không những vậy, cô cũng mượn gió bẽ măng, nhân cơ hội ba đang vui liền nhờ ông Trao ra mặt xin giúp cho mình được ra ngoài. Cứ để ý một xíu là thấy mỗi lần Nhi gặp chuyện là ông Trao lại là người xuất hiện giải quyết. Trao không chỉ làm giám đốc mà còn là ông bụt của Nhi, nên dù bị ông Hợp cấm bước ra khỏi nhà nhưng chỉ cần ông Trao ra mặt là mọi chuyện êm xuôi. Ông Trao không chỉ bảo kê cho Nhi thoát khỏi tay ông Hợp mà còn hào phóng mang xe chở đi xem điểm thi tiếp viên hàng không. Tuân vô tình nhìn thấy thì cơn ghen nổi lên, cứ tưởng một đứa như Nhi cho không ai thèm vậy mà giờ lại lo sợ người ta cướp đi mất. Hơn nữa, chưa vào trường mà đã có người đưa đón, nên đám bạn của Nhi nổi sân si, soi mói nghi ngờ cô cặp đại gia. Thấy cũng đúng, một con nhỏ ất ơ ăn mặc quê mùa, bỗng chốc có người đưa đón bằng xe sang mà lại còn đẹp trai như vậy thì không nghi ngờ cũng uổng. Sau khi nghe thuộc hạ điều tra và biết Ngân vẫn còn trinh trắng, lão chủ tịch đồng ý yêu cầu chuyển số tiền 500 triệu bán con cho ông Hợp. Bây giờ trong mắt bà Hoa, gia đình ông Hợp bị đồng tiền Đài Loan làm cho mở mắt, hết con chị giờ tới con em cũng bắt đầu dính lấy hư vinh, nên chuyện chọn Nhi làm dâu cũng bắt đầu lung lay. Đồng tiền làm mờ con mắt ông Hợp, thì ra giá trị của Ngân cũng chỉ được bấy nhiêu thôi. Đón xem tập 7 để thấy được ông Hợp có thật sự thương con mình hay chỉ xem là con gà đẻ trứng vàng, phục vụ cho những hư vinh mà mình muốn. Ước mình cùng bay, phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng Vion. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.